Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và xu hướng tác động của cuộc cách mạng công nghệ, giáo dục đại học ngày càng cạnh tranh và thay đổi mạnh mẽ ở nhiều khía cạnh. Quốc tế hóa đòi hỏi các trường cần phải đầu tư về chương trình đào tạo, giảng dạy, công tác quản lý, nghiên cứu và đặc biệt tăng cường hợp tác trao đổi sinh viên quốc tế. Với chiến lược xây dựng trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường đại học có uy tín trong khu vực về nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, luôn lấy người học làm trung tâm. Ứng dụng mô hình hoạt động của các trường đại học trên thế giới, UEH đã thành lập một đơn vị chuyên trách được đào tạo bài bản về chuyên môn, thái độ, kỹ năng và nghiệp vụ nhằm đáp ứng sự hài lòng của người học. Không chỉ triển khai hoạt động định hướng cung cấp tất cả thông tin cần thiết cho sinh viên để hòa nhập vào môi trường học tập tại UEH, mà còn giữ vai trò là cổng thông tin tích hợp đáp ứng nhu cầu thông tin về UEH cho người học và đối tác thông qua các nền tảng trực tuyến, hệ thống tổng đài hoặc tư vấn trực tiếp tại văn phòng. DSA là đơn vị kết nối đội ngũ cố vấn học tập nhằm chăm sóc, hỗ trợ các vấn đề chuyên sâu và thường xuyên tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, tư vấn hỗ trợ người học trong học tập, nghiên cứu khoa học, đào tạo kỹ năng, sinh hoạt và rèn luyện. Đặc biệt, giúp người học thuộc các dân tộc, vùng miền trong nước và quốc tế được hòa nhập và thích nghi với đời sống sinh viên tại UEH. Đồng thời, DSA triển khai các chính sách học bổng UEH và đề xuất các loại học bổng, chương trình hỗ trợ đột xuất cho người học. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ học tập, tư vấn, DSA còn tổ chức các cuộc thi cấp trường nhằm tạo sân chơi truyền thống cho sinh viên. Song song đó, DSA phụ trách công tác đánh giá rèn luyện sinh viên về ý thức, thái độ, hành vi và tham gia hoạt động học tập, phong trào. Khi gặp những vấn đề chưa hài lòng, người học hãy phản hồi thông tin đến DSA. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết thuận tình, hợp lý. DSA cung cấp đa dạng các dịch vụ hỗ trợ người học thông qua cổng giao dịch điện tử, các dịch vụ gia tăng của UEH như cấp các loại giấy chứng nhận, bản điểm, bản sao văn bằng. Đồng thời kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng qua nhiều hoạt động phong phú như tham quan doanh nghiệp, ngày hội nghề nghiệp, ngày hội thông tin thực tập, giới thiệu việc làm. Bên cạnh đó, chúng tôi còn là đầu mối tiếp nhận, xây dựng chương trình trải nghiệm UEH thực bổ ích, thiết thực cho người học tiềm năng. Trong lễ tốt nghiệp, DSA chịu trách nhiệm chính các dịch vụ, cung cấp lễ phục, chụp ảnh tốt nghiệp, chụp ảnh lưu niệm. Theo xu hướng quốc tế hóa, DSA chú trọng việc nắm bắt thông tin và có giải pháp phù hợp hỗ trợ người học nhằm phòng ngừa và ngăn chặn các trường hợp liên quan đến hành vi quấy rối tình dục tại UEH. DSA phụ trách tham mưu các chính sách hỗ trợ cho người học khuyết tật về học tập, nơi ở, các cơ sở vật chất, phần mềm công nghệ hỗ trợ, chính sách học bổng, các vấn đề cá nhân khác. Đồng thời, DSA luôn nắm bắt và kịp thời tổ chức thăm, viếng, hỗ trợ, chăm sóc và động viên người học trong trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn, qua đời. Với những chức năng, nhiệm vụ được giao, chúng tôi luôn hướng đến xây dựng đội ngũ DSA năng động, sáng tạo, giỏi chuyên môn, tận tâm, chuyên nghiệp trong mọi hoạt động. DSA sẽ cùng bạn trải nghiệm đời sống sinh viên thật ý nghĩa tại UEH.